Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Thật Vinh, là giáo viên tổng phụ trách đội của trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, là một thành viên của hội đồng sư phạm nhà trường. Mình luôn tự hào khi có ai đó nhắc về ngôi trường này và chắc hẳn các bạn cũng đang rất là thắc mắc tại vì sao mình lại tự hào như vậy, đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ, xin mời tất cả các bạn chúng ta hãy cùng theo chân mình để cùng tìm hiểu về ngôi trường này các bạn nhé. Tháng 8 năm 1998, trường cấp 23 Hiệp Đức được chia tách và ngôi trường mang tên nhà cách mạng yêu nước Phan Bội Châu được ra đời từ đó. Ngôi trường tọa lạc ngay giữa lòng thị trấn Tân An cũ, nay là thị trấn Tân Bình. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức có quyết định sáp nhập cấp trung học cơ sở của trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo vào trường trung học cơ sở Phan Bội Châu. Vậy đến nay, trường trung học cơ sở Phan Bội Châu trở thành ngôi trường với quy mô trường lớp được mở rộng, cơ sở vật chất khang trang bề thế. Trường đóng trên hai địa điểm của thị trấn Tân Bình với 18 phòng học và 8 phòng làm việc, 17 lớp với hơn 600 học sinh. Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường hiện nay gồm có 41 người, trong đó có 3 cán bộ quản lý, 32 giáo viên và 6 nhân viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết tạo thành một tập thể vững mạnh. Thầy Nguyễn Văn Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức, nguyên hiệu trưởng đầu tiên của trường chia sẻ. Có thể khẳng định rằng trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu là một cái đơn vị thì có độ dày về thời gian thì không nhiều. Đặc biệt là ở cái thời điểm mới thành lập là gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn về cơ sở vật chất trường lớp, khó khăn về trang thiết bị dạy học và khó khăn về cái phạm vi tuyển sinh. Nhưng trong 24 năm qua thì nhà trường đã xác định đúng cái hướng đi một cách đúng đắn, đặc biệt là phát huy được cái sức mạnh nội lực của đơn vị, đó là đội ngũ thầy cô giáo, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết nghề nghiệp, đặc biệt là tinh thần vượt khó của đội ngũ. Cho đến bây giờ là trường Trung học Phan Bội Châu là một đơn vị dẫn đầu của huyện về chất lượng dạy và học đối với bậc trung học cơ sở. Có thể nói, hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trường trung học cơ sở Phan Bội Châu luôn đạt được những thành tích cao trong công tác dạy và học. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện hàng năm, đội tuyển học sinh giỏi của trường luôn đạt giải nhất nhì toàn đoàn và có nhiều học sinh tham gia đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Đặc biệt, ấn tượng nhất là cuộc thi học sinh tài năng cấp tỉnh. Học sinh của trường tham gia và đoạt giải cao trong các phần thi năng khiếu, tài năng tiếng Anh. Đội tuyển tài năng tiếng Anh của trường nhiều năm liên tục đạt giải nhất cấp huyện và tham gia cuộc thi tài năng tiếng Anh cấp tỉnh cũng đạt giải cao. Trong lĩnh vực văn nghệ, thể thao, năng khiếu cũng đạt được những thành tích đáng tự hào. Nhiều năm liền đạt giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao cấp huyện. Nhiều em học sinh của trường tham gia đội tuyển cầu lông, aerobic cấp tỉnh giành huy chương vàng. Hội thi thuyết trình văn học học văn, khoa học kỹ thuật cũng đạt được giải nhất nhì ba cấp huyện và tham gia cấp tỉnh đều đoạt giải. Hàng năm, còn có nhiều học sinh lớp 9 của trường đã thi đỗ vào các trường chuyên của tỉnh. Đây không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, phụ huynh học sinh, mà còn là nền tảng giúp các em vững bước trên con đường học vấn, tiếp tục xây đắp những ước mơ. Bên cạnh việc chăm lo chất lượng giáo dục, phong trào đội và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Liên đội nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động như hành trình về thăm địa chỉ đỏ, viếng hương dân hoa nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức cho học sinh. Nhiều câu lạc bộ được thành lập như câu lạc bộ nói tiếng Anh, vẽ tranh, đàn guitar, cầu lông để học sinh phát huy tài năng và vui chơi giải trí sau những giờ học căng thẳng. Ngoài việc học thì em cũng thích các hoạt động văn nghệ, thể thao, năng khiếu, có hoạt động vui chơi, trải nghiệm, sáng tạo. Và ngôi trường này chính là cái nôi để cho em học xuất những đam mê đó. Học ở ngôi trường này em không chỉ được học kiến thức mà còn được tham gia vào nhiều các hoạt động vui tươi, bổ ích. Khi giới thiệu với bạn bè thì em luôn tự hào mình là học sinh của trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, Hiệp Đức, Quảng Nam. Để có được những kết quả như trên, ban giám hiệu nhà trường trong nhiều năm qua đã không ngừng cải tiến, tập trung nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Với sự phấn đấu không mệt mỏi, nhiều thầy cô nhiều năm liền đã được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhiều thầy cô đoạt giải cao trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh như thi giáo viên dạy giỏi, thi thiết kế bài giảng e-learning. Đặc biệt,
cuộc thi bài giảng tích hợp liên môn có thầy cô đoạt giải cấp quốc gia. Nhiều thầy cô được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác dạy học. Trong số các thầy cô giáo đang công tác tại trường, có cô giáo Trần Thị Ngọc là một giáo viên tiêu biểu. Cô đã gắn bó với mái trường này từ khi trường vừa mới thành lập. Với tấm lòng yêu nghề, cô luôn tận tâm với công việc, luôn tìm tòi sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học với mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học. Cô đã có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đoạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cũng từ mái trường này, có rất nhiều thầy cô giáo đến rồi đi. Nhưng dù đi đâu, về đâu, còn đang công tác hay đã nghỉ hưu, tất cả thầy cô đều dõi theo từng bước đi và luôn tự hào về trường. Thầy giáo Nguyễn Trường Tam, một trong những thầy cô giáo đã nghỉ hưu có nhiều thành tích, cống hiến cho sự nghiệp trồng người của huyện nhà và là người truyền lửa cho bao thế hệ học trò, thầy chia sẻ. Nhìn được cái cảnh đó, không ai là không tự hào và sung sướng thầm trong lòng. Mình rất gắn bó với ngôi trường Phan Bội Châu này. Đặc biệt, từ những năm mới ra trường, bao nhiêu khó khăn gian khổ, nhờ vào cái sự ủng hộ tối đa của các vị phụ huynh mà mình vững chân được, vững bước được trên con đường sự nghiệp giáo dục. Tôi rất là xúc động khi nhắc đến thầy giáo Nguyễn Phước Hậu, người đã dìu dắt biết bao nhiêu thế hệ thầy giáo, cô giáo cũng như học sinh trưởng thành ở ngôi trường Phan Bội Châu này. Nhờ sự cố gắng nỗ lực không ngừng của tập thể Hội đồng Sư phạm mà trong những năm qua, nhà trường đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Từ năm học 2010-2011 đến nay, trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu luôn được công nhận là tập thể lao động xuất sắc. Nhiều năm liền được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu khối Trung học cơ sở. Đặc biệt, tháng 11 năm 2013, nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2012-2013. Năm 2015, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam công nhận là trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đây là ngôi trường đầu tiên của huyện Hiệp Đức được công nhận đạt chuẩn này. Nói về những thành tựu đã đạt được và tầm nhìn, sứ mệnh của ngôi trường trong tương lai, cô giáo Lê Thị Tâm, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ. Có thể nói rằng hơn 20 năm qua, với những khó khăn, thử thách, song với sự lãnh đạo của đảng bộ, sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo, Trường Trung học Cơ sở Phan Bội Châu, từng bước tháo gỡ khó khăn, vươn lên, đạt những thành tích đáng trân trọng, đáng tự hào, đáp ứng mong mỏi của quý bậc phụ huynh và yêu cầu càng cao đối với xã hội. Trong thời gian đến, nhà trường tiếp tục thực hiện cái kế hoạch giáo dục nhà trường giai đoạn 2021-2026 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu lấy chất lượng giáo dục là mục tiêu phấn đấu và là danh dự của nhà trường. Hy vọng rằng đến năm 2030, trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu là một trong những ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại, là nơi để giáo viên có được cái khát vọng cống hiến và học sinh có cái hồi bổ để vươn tới những ước mơ. Qua 24 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu giờ đây đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các bậc phụ huynh. Và đây cũng chính là nơi để ươm mầm những tài năng và là nơi chấp cánh cho những ước mơ của tất cả các em học sinh ngày càng bay cao, bay xa hơn nữa. Và trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu đã thực sự trở thành trường học hạnh phúc. Và đó cũng chính là lý do để bản thân tôi cũng như là toàn thể Hội đồng Sư phạm nhà trường luôn luôn tự hào về ngôi trường này.